Hi, chào các bạn, chào buổi sáng các bạn. Bây giờ là buổi sáng đầu tiên mình có mặt ở Đồng Văn. Hình như có gì đó sai sai ở đây. Tại sao lại đang hai cái số kia trước? Mình thích thế đấy có được không? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá Đồng Văn. Còn trước hết thì mình phải đi ăn sáng đã, để no cái bụng đã. Nào, cùng đi ăn sáng nha. Khá là lạnh, nên là mình đã phải khoác thêm một cái áo này các bạn ạ. Và hôm nay thì rất là vinh hạnh đây được cùng thổ địa. Xin chào cả nhà. Và chúng mình sẽ đi ăn món gì anh nhỉ? Buổi sáng hôm nay. Sáng nay thì khi mà nhắc đến bữa ăn sáng ở Đồng Văn thì chúng ta không thể nhắc đến món bánh cuốn. Em cũng nghe nhiều nhưng mà nhiều nơi có bánh cuốn mà. Đúng tại rồi. Sao bánh cuốn ở Đồng Văn lại đặc biệt như thế? Anh nghĩ thì chúng ta hãy đi để biết và em sẽ thấy bánh cuốn ở Đồng Văn khác như nào. Ok ạ. Bánh cuốn ở Hà Nội thì thường em ăn bánh cuốn ở đâu? Anh chị hay là gần trường em. Cứ gần mà chơi thôi ạ. Hiện tại đây thì mình đang có mặt ở đường phố cổ. Anh Hải ơi, bây giờ quán ăn mình đi ở đâu đấy ạ? Mình sẽ qua quán bà Hà. Nói chung là khi nhắc đến món bánh cuốn ở Đồng Văn này thì hầu như là ai cũng biết đến là bánh cuốn bà Hà. Dạ. Rất lâu đời và truyền thống ở đây. Chào chào cô ạ. Cô ơi, quán nhà mình mở được bao nhiêu lâu rồi ạ? Quán nhà mình được, nói chung là cô là được 10 năm. Dạ. Cô được 20 năm, cô đời các cụ cũng được tầm 20 năm nữa. Tại vì mình gọi là mình gọi là bà Hà ấy ạ. Thì là mẹ cô. Mẹ cô ạ, dạ. Thì trước đây thì ở Đồng Văn này là rất là nhỏ bé, thì các cụ nhà cô làm chưa có biển, chưa có thương hiệu gì. Đấy, đến đời mẹ cô bắt đầu lấy có thương hiệu là tên là bà Hà. Vâng. Đấy. Mình quấn ở đây là có nước xương, có cái tô nước xương để giò chả. Vâng. Suất bánh quấn là đầy đủ, có bánh, có trứng. Dạ. Một suất ăn 30, 35, 40 tùy. Dạ vâng. 40 thì sẽ là đặc sản, đặc biệt. cháu chắc là cháu sẽ phải thử suất đặc biệt đấy ạ. Để mua nước dùng cho mắt. Vậy thì mình ăn đặc biệt chưa anh? Bún đặc biệt ạ. Và đến đây rồi nhất định phải thử đặc biệt luôn nhỉ? Dạ, cho cháu bún suất đặc biệt nhá. Cái xương này mình hầm bao nhiêu lâu ạ? Xương này hầm càng lâu càng ngon ạ. 2 tiếng nó nhừ rồi. Dạ vâng. 3-4 tiếng thì nó sẽ nhừ, nó rụng hết cả răng. Ủa? Thật dạ không ăn hết mất. Trứng Hà Nội không có nhân nhé. Trứng Đồng Văn là có nhân nhé. Chúng ta sẽ ăn với nước dùng xương, thịt và giò chả đây. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Cái bụng em đang sôi ngục rồi anh ạ. Em đã thưởng thức món này bao giờ chưa? Lần trước em đi nhá, là em ăn gần như là các món ăn nổi tiếng ở đây. Thắng cố này, thắng rèn này, xôi ngũ sắc này, phở này, em đều cái món mà rất nổi tiếng. Vâng, em đều từ hết, nhưng mà có riêng cái món này là em chưa được thử. Tại vì lần trước ạ, đông quá anh ạ. Đông quá. Mọi người đúng chặt hết rồi em thôi. đến với Đồng Văn, đến với quán bánh cuốn này vào ngày thường thì khá là đông. Đã đặt một cái tên thân thương đó là bánh cuốn đợi đấy. Đông quá. Nên lần này thì rất may mắn thổ địa ra đi rồi ạ. Phải đợi nữa. Bảo kê. Hên quá, may quá. Cái đất này thì không trồng được, người ta sẽ tự nhặt trên những cái bờ đá, dạ. Những hàng đá và mỗi cây nhặt được xíu, mỗi cây được nhặt một 2 quả thôi. Nó siêu nhỏ luôn ấy ạ. Siêu nhỏ, nó gọi là ớt gió. Ớt gió. Người ta sẽ đi nhặt những cái bờ đá, những thứ
Đó, bây giờ thì tuy nó nhỏ như này thôi nhưng mà nó có vỏ đấy. Nhỏ có vỏ ạ, dạ. Rồi, bên trong em còn thấy có muối, hạt muối à? Ờ, người ta ủ với muối để cho nó được lâu. À. Lâu hơn. Cái này ấy, thì để ăn ngon được á thì em phải ăn cả quả. Có thơm không? Ui. Em ngửi thôi đã thấy mùi nó cay rồi. Mùi của nó là mùi thơm lồng. Dạ. Tức là thơm mồng kiểu sắc sắc, nó không quá. Ớt này thì em phải ăn cả quả nó mới ngon. Nhúng vào đây đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng đậm thật chứ. Có độ mềm mềm mà nước xương thì siêu ngọt luôn ạ. Em thử với quả ớt nhá. Bình thường cá nhân em thì một người ăn cay thì cũng chỉ xương xương thôi, không ăn quá cay. Cả quả luôn. À, cay quá anh ơi. Nó nồng, thật sự nồng luôn đấy. Nhưng càng vào trong càng ngon á. Thế là nó hấp dẫn ở đó. Vâng, thế mà để có được một cái lọ như này thì không biết là mất bao nhiêu công sức nữa. Và con khi nhặt cả một ngày, khi nhặt cả một ngày thì nhặt được khoảng nửa cân. Thế chính vì đây là một trong đặc sản của công viên áo Đồng Văn. Ở đây còn có giò. Chả hay giò ạ? Cái đấy chả, một miếng chả, một miếng giò. Combo và xương nữa. Vâng, em sẽ thử giò trước đi. Hơi nóng nha, vừa cay vừa nóng. Ôi, thấy có lòng đào chảy ra. À, hấp dẫn quá. Em thưởng thức món trứng nào đi. Trứng lòng đào. Danh dự đấy. Vinh dự lắm mới được ăn miếng cuối đấy mọi người ạ. Thật sự là một cái suất đặc biệt như này rất là nhiều người ạ, ăn rất là no. Lần này thì cảm ơn Thủ Địa đã dẫn mình đến đây và thưởng thức món bánh cuốn bà Hà rất là nổi tiếng. Thì lần sau nếu mà có dịp đến với Đồng Văn hoặc là các bạn đến Đồng Văn thì nhớ qua đây thưởng thức món bánh cuốn bà Hà nhé. Sẽ chắc chắn là sẽ nhớ mãi luôn đấy. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye bye. Trong tập tiếp theo, chúng mình sẽ cùng băng qua đoạn đường đầy hiểm trở để đến làng Thiên Hương, một ngôi làng cổ bị lãng quên ở Đồng Văn. Và cùng nghe chị Kim, một cô gái Sài Gòn, chia sẻ về câu chuyện của chính bản thân chị nha. Thế thích nó thì mình đi thôi, mình đến thôi và mình làm thôi.